ra từ năm 85 đến bây giờ đây là trận lụt to nhất mà chưa từng thấy. Và còn ở đây thì về công việc của trách nhiệm và công việc của ban quản lý ở đây như thế là cũng hết mức hết cỡ rồi, không tài nào mà làm được. Và cả thứ nhất thì hiện tại bây giờ thì như mọi người đã biết là trong tầng hầm đang rất nhiều nước và hiện tại đang có một số xe máy ở trong, cho nên bà con thì cũng là hết sức vất vả, nhưng mà cũng không biết kêu ai, không biết nói với ai. Thế tôi muốn hỏi rằng đấy, trách nhiệm này thuộc về ai mà làm cái tình hình như thế này?